chào các bạn ạ, mình là Ngọc Anh, mình ở bên Nam Phương Khu. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn bộ cảm biến Absolut K12 Văn Trong ạ. Hiện tại trên tay mình bây giờ mình đang cầm bộ đấy rồi ạ, thì mình sẽ mở ra xem bên trong có gì nhá. Ở bên trong này các bạn mở ra đã thấy này, nó sẽ có hai quyển sách hướng dẫn ạ. Đây là màn hình màu ạ, và sạc, tẩu sạc. Và ở đây dưới này ạ là 4 van cảm biến. Màn hình màu thì khi mà các bạn mở ra, các bạn mở nguồn nhé, thì các bạn có thể ấn dấu trừ này ạ, giữ 5 giây ạ thì sẽ lên nguồn luôn ạ. Đó. Đó. Và tính năng của nó, tính năng của bộ này ấy, thì nó sẽ hiển thị Absolut này, hiển thị nhiệt độ này, cảnh báo Absolut này, cảnh báo nhiệt độ này. Và đặc biệt là cái màn hình màu đấy, nó sẽ rất là đặc biệt, sử dụng bằng năng lượng mặt trời để sạc pin đó. Và ở đây thì khi mà các bạn lắp đặt ấy, thì trên van có chữ LF đây ạ, trên van có chữ LF, tức là đây hiển thị chữ LF này ạ. Đó là bánh trước bên tay phải ạ. Chữ hiển thị RF ở đây ạ, ký hiệu RF ạ, nó sẽ là bánh trước bên tay trái. Ở đây sẽ là hiệu RR này ạ, sẽ là bánh sau bên tay phải, và LR là bánh sau bên tay trái. Đó thì như khi mà các bạn lắp đặt đấy thì chúng ta chỉ cần mở nguồn ra và cân bằng động là xong. Đó, nếu các bạn quan tâm đến bộ cảm biến Absolut K12 bên trong này thì các bạn có thể liên hệ tới số 0332182886 để được tư vấn trực tiếp, hoặc là các bạn có thể đến cửa hàng bên mình là số 3 liền kề 17, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội ạ. Cảm ơn các bạn.